Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn cách đổi mật khẩu Facebook. Trong trường hợp các bạn đã quên mất mật khẩu, thậm chí các bạn đã quên mất cả email và số điện thoại. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các bạn đã biết, cách đổi mật khẩu cơ bản là vào phần cài đặt, bảo mật và đăng nhập, và nhấn đổi mật khẩu. Rất dễ dàng đúng không nào? Vậy còn trường hợp các bạn đã quên mất mật khẩu thì sao? Bạn chọn là quên mật khẩu, ở đây sẽ có lựa chọn là gửi mã qua email hoặc gửi mã qua số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn có email thì sử dụng email, còn nếu bạn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản thì cũng không sao. Mình sẽ làm lần lượt cả hai cho các bạn dễ hiểu. Đầu tiên là sử dụng email. Mình sẽ chọn vào gửi mã qua email và nhấn tiếp tục. Khi đó, Facebook sẽ gửi mã qua email đăng ký Facebook của bạn. Bạn truy cập vào Gmail và nhập mã vào Facebook. Sau đó chọn tiếp tục. Ở ô này bạn nhập mật khẩu mới bạn cần cài đặt. Sau đó nhấn tiếp tục. Bạn có thể chọn đăng xuất khỏi các thiết bị khác, tức là những nơi bạn đã đăng nhập tài khoản này sẽ bị đăng xuất, hoặc chọn duy trì đăng nhập. Rồi nhấn tiếp tục. Ok, vậy là xong rồi. Nếu bạn sử dụng số điện thoại để lấy lại mật khẩu thì bạn chọn vào gửi mã qua SMS. Chọn tiếp tục. Sau đó, một mã 6 chữ số sẽ được gửi về điện thoại. Bạn chỉ việc nhập mã đó vào đây rồi chọn tiếp tục. Ở ô này bạn nhập mật khẩu mới bạn cần cài đặt. Vậy là xong. Trường hợp tiếp theo là khi bạn quên cả mật khẩu, mất email và mất cả số điện thoại mà bạn đã đăng ký trong tài khoản, và điều đó khiến bạn không thể tự đổi mật khẩu được. Trong trường hợp này thì bạn cần giữ tình trạng đăng nhập ở trên thiết bị điện thoại. Các bạn lưu ý giúp mình, cách làm này sẽ tùy vào từng tài khoản Facebook. Có tài khoản sẽ làm được, có tài khoản thì không. Đầu tiên các bạn chọn vào nút 3 gạch ở góc màn hình. Sau đó kéo xuống và chọn vào lối tắt quyền riêng tư. Kéo xuống phần bảo mật và chọn cập nhật thông tin cá nhân của bạn. Chọn vào thông tin liên hệ. Ở đây bạn sẽ chọn vào thêm số điện thoại hoặc thêm địa chỉ email. Mình sẽ làm thử từ cái một cho mọi người hiểu nhé. Lưu ý, cách này cần một số điện thoại thật hoặc một email thật để bạn có thể dễ dàng đổi mật khẩu sau này. Đầu tiên, mình sẽ làm bằng cách chọn thêm địa chỉ email. Ở phần thêm địa chỉ email bổ sung, bạn sẽ ghi vào địa chỉ email mới của bạn. Sau đó chọn vào thêm email. Ở đây sẽ hiển thị email mới của bạn đang trong lúc chờ xác nhận. Bạn chọn vào xác nhận. Khi đó, Facebook sẽ gửi mã về email mới của bạn. Bạn cần truy cập vào email mới và tìm mã xác nhận. Sau đó nhập vào ô nhập mã xác nhận. Khi bạn nhập xong, bạn nhấn vào xác nhận. Ok, vậy là xong. Các bạn có thể thấy email mới đã xuất hiện ở đây rồi. Giờ chúng ta sẽ đổi mật khẩu. Bạn chọn lại nút ở góc màn hình, chọn vào cài đặt. Kéo xuống phần bảo mật và đăng nhập, chọn đổi mật khẩu. Ở đây các bạn nhấp vào quên mật khẩu. Bạn chọn vào gửi mã qua email, chọn tiếp. Giờ mình sẽ vào Gmail một lần nữa. Và ở đây, Facebook đã gửi về mã gồm 6 chữ số. Bạn nhập mã này vào Facebook. Sau đó chọn tiếp. Sau đó bạn chọn tạo mật khẩu mới. Ở đây có tùy chọn, đăng xuất khỏi các nơi khác. Bạn có thể chọn hoặc không, tùy theo nhu cầu nhé. Sau đó chọn tiếp. Ok, ở đây sẽ hiện lên thông báo đã đổi mật khẩu thành công. Ok, vậy là xong, chúng ta đã đổi mật khẩu thành công. Còn nếu cách dùng Gmail không được thì bạn sử dụng cách thêm số điện thoại. Sau đó các bạn nhập một số điện thoại mới bạn đang dùng, rồi chọn tiếp tục. Một mã số sẽ được gửi về số điện thoại mới bạn vừa đăng ký. Bạn nhập mã vào và chọn tiếp. Sau đó bạn tạo mật khẩu mới. Sau đó chọn tiếp. Ok, ở đây sẽ hiện lên thông báo đã đổi mật khẩu thành công. Các bạn có thể kiểm tra thiết bị đang đăng nhập hoặc chọn duy trì đăng nhập. Ok, vậy là xong, chúng ta đã đổi mật khẩu thành công. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn hai cách đổi mật khẩu khác nhau. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để đón chờ những video mới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.